đây 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 các bạn, con mực các bạn đó. Đó, đó đó. Đây còn theo đi không, đi đâu, đi đó. Rất nhiều người ta đi rất mừng các bạn, quá trời đèn luôn nè, quá trời luôn kìa, sáng dớ chứ chừng. Tối đốt đèn các bạn, mực sẽ lội xung quanh vỏ mình nè, rồi mình lấy vợt, mình dùng vợt mình vớt thôi. Đây 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 các bạn, con mực các bạn. Đó, quay về được cảnh nó vậy đó mới đẹp. Bắn này, bắn nước. Đó. Đó, đó. Bắn mực ra đang xì các bạn ha. Đó. Bắn đầy mực luôn các bạn ơi. Hay chưa? Bậy quá, bậy rồi. Hay ta, dính hai con luôn các bạn ơi. Đây. Anh này vớt cái là hai con luôn. Gom lắm, mực bắt đầu gom. Dính không? À, dính này, dính này, dính này. Đây. Đây nè. Đây các bạn ơi, đây con mực các bạn. Né mình ra các bạn. Đưa lên cái mặt nằm đóng coi nó. Thôi là xịt ruột. Đủ nhậu đó ông ơi. Không, còn câu nữa, còn câu nó đủ nhậu. Xe sống ói các bạn ơi. Em này không quen à, tưởng đâu ra biển dễ ăn. Quay xét mặt ơi, xét mặt ơi. Quay mặt lại ơi. Sợ chưa, còn dám đi biển đâu. Chắc mai nghỉ đi luôn á. Đó, bây giờ bắt đầu nó lên nè. Bây giờ là thức giấc rồi đó. Con này bự các bạn. Ồ, đó. Rồi, đây con nữa nha các bạn. Ồ, nó nút nước kìa nè. Nè, bắn nè. Cho nó không xịt kìa ta. Con này chứ. Con này mà đưa vô một nó, đó, đó, đó. Đang xì luôn. Con này tương đối đó, cái này
bắt đầu thu hoạch. Giấc mực chưa nhiều anh em lay ai các bạn. Là lũ la hán quả sô sô thôi, còn 1.2, 1.3, 1.4 rồi đó, tôi kêu nữa vậy ha.